bộ đề sẽ mua hết rồi. Một tràng pháo tay thật to dành cho hai đội và tổ trọng tài. Chưa mà chưa ra đứng lên, từ từ anh cứ vô đi. Và sau đây mời thầy Huỳnh Minh Dư, chủ tịch công đoàn nhà trường lên tặng hoa giao lưu cho hai đội và hai đội trưởng, mời thầy ạ. Mang ra kia ừ, để gái giải mang ra sân luôn. À, vừa bắt tay nhận nhau đi ông tài báo rồi, bắt tay nắng lâu quá. Một trận đây thật đoan dành cho tổ văn phòng văn sử. Rồi mời đi vào qua, chạy đi vào qua để bắt tay luôn, quá đẹp luôn. Cái dàn cầu thủ đây mày cao dài thấy ít đẹp nhưng mà thay đồ thể thao rất đẹp kia, không? Đang quay luôn. Đấy là quay là từ từ là chịu nhiễm các chân lên. Mấy cái này không thì xài không biết. Chưa thấy lực lượng thủ thủ nào nông nông dương như chiều nay. Và tổ trọng tài chính là thầy Công Tuấn. Giám sát trận đấu là thầy Phan Sơn. Quay phim chụp ảnh là Phan Kiều. Giám sát tổ trọng tài là Thanh Thất. Và tất cả xây số áo vào cho ban tổ chức, bàn ban tổ chức đây. Xây số áo. Công nghiệp áo không có số. Công nghiệp áo số không có. Phòng vị phía khác mình. Thấy thấy có liền cả làm chưa? Thấy có liền không? Wow. Cho đội mai vào bài bao nhiêu hả?
sao là Thầy Lam thì Hồng phải coi lại tài trợ cho bộ quân nữa. Áo đều một quân là tí. Quân không có đều. Đợi chắc rồi. Nhưng mà không được đâu. Điểm bóng cho đội áo đỏ. Quân về. Hai ba. Quá nào mà tôi có ẩn đến gì đây
thầy nhận lương ở cái tổ này. Tốc độ 30 hình trong dây mà. Thầy tới tổ này, một phần đi ở tổ này. Rồi, miễn cho nó đỏ còn đi. Thứ 12. Kêu cô giúp cô hẹ luôn mày. Mình cô giúp cô hẹ luôn. Không. Giờ tao biết bên cô giúp cô hẹ luôn mày. Cô liên cho leo nè. Một pha hẹn đó rất là lý của các bạn hữu đó đó. Hôm nay là trang thành rồi ra hết rồi. Điểm bấm cái đội đó. Nói chung là còn lại 12 người. Ba căng thẳng á. Biết rồi, ba rất hay, tuy nhiên là bóng rất bất ngờ để bóng cho đội đá xanh. Và huấn luyện viên Nguyễn Nam ngồi có vẻ lo lắng rồi, vẻ mặt rất lo lắng. Tuy nhiên bóng hơi mạnh, chỉ bóng cho đội áo xanh 17-12. Đẩy bóng ra ngoài, chỉ bóng cho đội áo xanh 18-12. Cổ động viên cổ động cho đội áo đỏ rất nhiệt tình. Quá hay luôn. Hai vừa rồi cú bỏ bóng của đội đỏ rất hay, tuy nhiên cú bóng của đội xanh cũng quá tuyệt vời. Tuy nhiên vì cú sao đội đỏ chưa qua lưới, đội đỏ chưa lấy hai điểm 13-18. Một pha không hiểu ý, một pha không lưới của điểm bắn cho đội đỏ. Điểm bóng rồi, phải nói bóng đã kết rồi. Khó mà xảy ra. Nó đã được hai người đá, tiếp tục bóng mà cứu quả rất đẹp. Hà Cô Đông đã lái về những tay. Nên bóng ra ngoài, điểm bóng cho đội Hao Trang đá đỏ. 15-19. Oh.
vòng xa để đón hẳn, để đón cho đội thân. Và cô Liên đã thấy rồi, chúng tôi thấy là cô Liên là người ghi điểm rất nhiều trong những cái pha biết. Tiếp tục một điểm nữa cho đội đón thân. Rất là thiện thùng. Rất là thiện thùng.
điểm rồi sao? Này, sống. Điểm cho đội đỏ. Bán một, bán một, bán một. Đội trưởng người rất sạch. Và đây cũng là của đội trưởng. Nếu phá bóng của đội Hoa Lễ thì gây rất nhiều khó khăn cho đội xanh. Điểm bóng của đội xanh 3-7. Một pha kỹ thắng. Điểm bóng của đội đỏ 8-3. Chiều nay thời tiết rất đẹp, bây giờ bầu trời vẫn trong xanh. Nhiều mây, hơi mù, nhưng mà trời vẫn cứ đẹp, không gió, rất nhiều chim bay nữa. Những trời cứ làm cái đẹp. Cầm đàn hả? Rồi, không có gì đơn giản lắm. Đơn giản lắm rồi. Một pha thật một tí à. Chưa bắn đến nói từ đời đó. 13 rồi. Rộng. Một pha Hồng Bích tưởng cầm lên là lỡ đà. Hồng Bích tưởng cầm lỡ đà của cô Hương. Tuy nhiên là bắn rất hiệu quả. Điểm bắn cho đội đỏ. 11 bàn. Thay đổi vị trí.
điểm bắn cho đội đỏ. 18-6. Rất cố gắng nhưng mà chưa qua lưới, điểm bắn cho đội đỏ. 19-6. Khả năng vẫn còn rất cao. Và giải thưởng này, công đoàn của nhà trường chúng ta cũng có 19-10. Đâu đó, tới thần nó lùm rồi đó. Rồi. Một hai người đó cũng rất có ý các đội tham đội đỏ ghi điểm 21-6. Đội đỏ hỏng điểm bắn cho đội đỏ 22-6. Có đủ tiền hai tem tiền lý không cô? Đủ hai tem không có không nhanh? Một hai đội đang ngoài điểm bắn cho đội đỏ 23-6. Chị dạy 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 chị dạy. Bóng chùa lớn điểm cho đội xanh 1 điểm. Lần này chiều này rất tiến bộ. À, quá tiếc luôn. Bạn ấy lăn như thế, lăn. Và đỡ bóng hỏng điểm cho đội đỏ 2-1. Lấy cái ghép khác rồi, ghép tấu quá. Một pha phạt, một pha phạt rất sâu của cô Hồng, hiệu quả rất cao. Điểm cho đội xanh 2-2. Một pha biết tấu dưới lưới, điểm cho đội đỏ. Bắn ra ngoài, điểm cho đội xanh. 3-3. Phải nói là hai đội giành nhau từ điểm 1. Cô Liên đang ngắm nghía. Không sao. Không sao, 20-1 năm sau chúng ta sẽ gài lại. 20-10 năm sau. Qua đơn giản nhưng mà đội xanh chúng ta nhường bóng cho nhau, ghi điểm cho đội đỏ 5-3. Rất tiếc đội đỏ ta nói tạm đây 2 hiệp rồi đội đỏ bật. Hay quá cô.
quá tuyệt vời. Cô Biên đang tỏ vẻ rất là mạnh mẽ, rất là mạnh mẽ, không biết làm gì hết sức đây. Năm đều, một tràng tay thật to dành cho hai đội đi. Trời, quá tiếc luôn, một pha cầm trừ nhường bóng cho nhau, điểm cho đội xanh 6-5. Biết bóng của bà lưới điểm cho đội đỏ sắp. Sao được mày? Mày nghĩ sao rồi? Ít pin ra lại. Không có đâu, pin đầy mày. Đây là trận bóng giao hiểu, không có gì ghê gớm. Hai huấn luyện viên là không có gì mà thích mít nhau nghe chưa? Ra chân. Cô Huệ qua chân chính xác, cầm tài bắt chính xác, cô Huệ qua chân điểm cho đội xanh. Chắc lạ đâu. Hai đội đổi xong. Các cầu đứng đúng vị trí giống như bên kia. Đảo điểm là em, đảo điểm bên kia 8-6. Rất hay một pha tập sâu, nhưng mà đội đỏ bọc lót rất kỹ. Hồng ơi, Hồng ơi, rất hay. Một pha xây người đẩy bóng về phía sau là rất hiệu quả của cầu thủ Kim Hồng, đã từng đội trưởng của câu lạc bộ Hoài Phú. Rất hiệu quả. Một pha bỏ nhỏ thành công. Cô Hồng bỏ cô Trang. 16. Tập trung chuyên môn đội đỏ. Tốt lắm. Trang mắt bóng trong sân, điểm cho đội xanh. Trọng tài đội đỏ hỏi lần thứ nhất. Trọng tài sao ấy lại. Điền cái coi. Năng lực tràn đề trở lại. Tối nay mơ ngủ đừng có dê nha. Bóng trong sân, điểm cho đội xanh 12. Một pha đệm bóng chưa lưới điểm cho đội xanh 13-6. Rất
hai cô Linh để bấm rất chắc. Tuy nhiên không có người xuống hỗ trợ kịp thời. Điểm cho đội xanh 14-6 rồi. Rất hay. Yeah. Như vậy trên cuộc đội xanh chiến thắng với tỷ số 2-1. Bắt tay qua ôm đội bạn rồi chứ. Kính thưa quý vị, như vậy trận bóng rất hấp dẫn vừa kết thúc. Rất nhiều cảm xúc trong trận bóng vừa qua. Khán giả cũng chờ đợi một pha bóng, một trận đấu rất là hay. Ra kia làm, sao vậy? Mời hai đội tập trung giữa sân để ban tổ chức trao giải. Trao huy chương và trao giải. Một huy chương vàng và một huy chương bạc. Sắp sửa đạt cao. Mời ban tổ chức. Mời thầy Đỗ Nguyễn Thiên Văn. Quay lại giải coi. Mời thầy Đỗ Nguyễn Thiên Văn. Phó trưởng ban tổ chức trao giải nhì. Xin cảm ơn đội nhì rất là nhiều, gương mặt rất rạng rỡ. Mời đội nhất vào. Quý chương bạc. Và tiếp tục mời thầy Đỗ Nguyễn Văn trao giải nha, nhất cho được. Em ở tổ nào? Nhất hả? Rồi. Giờ mời quý thầy cô.